Mọi người cũng biết là những cái dịp Tết đến xuân về như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ luôn luôn thích những cái mẫu áo khoác màu sắc. Phải nói thật là như thế, bởi vì là đôi khi không phải mặc áo khoác chỉ để ấm mà còn để đẹp nữa. Thì và đặc biệt là thời tiết mà lạnh như thế này ấy, thì mọi người không thể nào mà diện những cái váy đỏ hoặc là những cái váy hồng ra ngoài đường được, mà chúng ta sẽ phải mặc những áo khoác để chúng ta giữ ấm cho cơ thể. Thì Phương nghĩ rằng là đây là cái câu trả lời cho mọi người nhé. Một chiếc áo khoác vừa giữ ấm nhưng mà vẫn đủ thời trang để mọi người có thể mặc đi dạo phố trong những cái ngày Tết đến xuân về. Và đặc biệt là nó vẫn rất là nổi bật nhá, màu sắc rất là đẹp, màu đỏ này. Màu đỏ rất là xinh. Màu này mọi người đi ra những cái phố kiểu phố hoa đào, xong rồi hoặc là những cái nơi như Hàng Mã này, chụp ảnh rất là đẹp nhá. Và mẫu áo khoác này của Mega Fashion là mẫu áo khoác trần bông. Áo khoác trần bông dáng dài, rất là xịn sò luôn. Và em này thì họa tiết là họa tiết quả chám nhá. Đây. Nó đẹp đến từng chi tiết luôn á. Mẫu áo này thì Phương nghĩ rằng là rất là phù hợp để chúng ta có thể mix với cả váy ở bên trong. Đây, nó có thể mix một cái váy nhẹ nhàng ở bên trong, sau đó khoác nó ở bên ngoài. Nhìn dáng của nó thì có một cái đường cong nhẹ ở phần eo như thế này thì tạo cảm giác là nhìn người rất là mignon và gọn. Đó, mọi người có thể mặc dạng khoác ngoài như thế, cũng có thể là đóng khuy lại. Đóng khuy lại rất là xinh nhá. Người rất là gọn luôn. Em này thì có size từ S cho đến XXL, rất 2XL luôn á. Nên là những người tầm trên 65kg thì vẫn có size. Cực kỳ ấm áp luôn và rất là đẹp. Mọi người nhìn Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc thôi mà đã thấy xịn sò rồi này. Rồi cái phần túi thì được phối viền là họa tiết này. Họa tiết nhìn rất là châu Âu này. Tay cũng phối này. Cổ thì lớp bên trong cũng phối này.